Với thời điểm hiện tại thì gần như người dùng chúng ta đang bị chôn vùi trong những cái thông tin về iPhone 15 series. Mặc dù là với cái thời điểm mà để Apple họ ra mắt cái sản phẩm đó, nó vẫn còn quá là xa luôn, cuối năm này tháng 9 lận cơ. Nhưng mà ở thời điểm này nha, thì có một cái thông tin mà mình nghĩ các bạn sẽ cần phải chú ý nhiều hơn và nó cũng như là nó hấp dẫn hơn. Đó là sắp tới thì chúng ta sẽ có một phiên bản màu mới của iPhone 14 và 14 Plus. Đó là màu vàng chanh cực kỳ là đẹp và bắt mắt. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình đi vào video để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về phiên bản màu mới của iPhone 14 và 14 Plus này nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Động và mình là Khang Mon đây. Cái việc mà Apple họ tung ra một cái màu mới dành cho các cái sản phẩm á thì mình cũng không còn quá là lạ nữa. Bởi vì các mọi đời trước cũng vậy, cũng tầm khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm á thì chúng ta sẽ lại nhận được một cái phiên bản màu mới nè, trông nó độc và nó lạ hơn. Năm ngoái mình nhớ không lầm thì là tầm tháng 3 chúng ta sẽ có một cái phiên bản màu xanh lá dành cho iPhone 13 và iPhone 13 mini. Năm nay thì sẽ là màu vàng chanh dành cho iPhone 14 và 14 Plus. Hôm trước nữa thì mình đã thấy được cái thông tin đó là 14 Pro và 14 Pro Max chúng ta có cái phiên bản màu đỏ rượu vang á các bạn, nó trông cực kỳ là hấp dẫn luôn. Nhưng mà với những cái thông tin đó thì hiện tại mình vẫn chưa biết là nó sẽ có được ra mắt trên thị trường hay không, nhưng mà 14, 14 Plus màu vàng thì sắp có rồi đó. Theo nguồn tin mà mình biết được từ trang 925mac cho biết, đó là Apple họ đang lên kế hoạch ra mắt phiên bản màu vàng cho iPhone 14 và 14 Plus vào mùa xuân năm nay. Sớm nhất thì là trong tháng 3 này đã được ra mắt rồi. Và bên phía của Mac Rumor cũng cho biết thêm, nhiều nguồn tin cho rằng là đội ngũ quan hệ công chúng của Apple đang lên phương án cho một cuộc họp vào tuần tới. Dự kiến thì nội dung cuộc họp sẽ xoay quanh về những cái đợt công bố sắp tới cho cái phiên bản màu mới của iPhone 14 này. Về tổng thể thiết kế thì iPhone 14 và 14 Plus phiên bản màu vàng sẽ không khác gì so với lại các phiên bản còn lại. Chúng ta vẫn có kiểu thiết kế là khung viền bằng nhôm, mặt lưng bằng kính, và chúng ta vẫn sẽ có màn hình là dạng tai thỏ được tối giản. Chỉ khác ở một điểm, đó là màu sắc của máy thì sẽ đi theo cái hướng gọi là tươi sáng và năng động trẻ trung hơn. Với phiên bản màu vàng chanh lần này thì mình nghĩ nó sẽ cực kỳ là phù hợp với những bạn nào chúng ta thích màu vàng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là một người trẻ trung năng động thích một cái màu sắc nó gọi là cá tính và phá cách, thì đây là một trong những cái gam màu sắc nổi trội nè, rất phù hợp cho các bạn lựa chọn. Còn dĩ nhiên những ai chúng ta là một người có một cái gọi là thích những cái sự an toàn, những cái sự basic đơn giản, thì iPhone 14 và 14 Plus vẫn có rất nhiều sự lựa chọn khác dành cho các bạn. Và về cá nhân của các bạn thì các bạn có quan tâm về iPhone 14 và 14 Plus phiên bản màu vàng này hay không, hay là bạn quan tâm về iPhone 14 Pro và 14 Pro Max phiên bản màu đỏ giống như mình? Hãy để lại ý kiến cá nhân dưới phần bình luận nha. Và thời điểm hiện tại, nếu bạn nào chúng ta muốn mua được những chiếc máy với mức giá cực kỳ hấp dẫn thì hãy tham khảo ngay tại trang web của Thế Giới Động, bởi vì đang diễn ra chương trình khuyến mãi 8 tháng 3. Bên cạnh đó nữa thì Galaxy S21 FE phiên bản 6GB 128GB được bán độc quyền tại Thế Giới Động đang giảm 2 triệu đồng. Ngoài ra nữa thì với những ai chúng ta đặt hàng Xiaomi 13 series ở thời điểm hiện tại thì sẽ nhận được bộ quà tặng vô cùng hấp dẫn. Mọi chi tiết tham khảo ngay tại trang web của Thế Giới Động bằng cách bấm vào đường link ở phía dưới nha. Và trong thời gian sắp tới, nếu như có bất kỳ thông tin nào về hàng này cũng như là giá cả thì mình sẽ update video dành cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì đừng quên cho video này một like cũng như là nhấn nút đăng ký kênh của Thế Giới Động để khi mà bọn mình lên video các bạn sẽ không bỏ lỡ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.